Hi, chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stubby Gaming đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mod biệt đội anh em siêu nhân thú điện long đi phượt trên ngọn núi không phải cao nhất trong GTA 5 nha các bạn. Mà đây là một cái ngọn núi rất là bí mật đó. Thì cái ngọn núi này mình đã từng đi phượt lên rồi các bạn ha. Đây đó. Thì ở trên ngọn núi này đặc biệt một cái chỗ là các bạn biết gì không? Ở trên đây nó có hai cái con sông ở trên ngọn núi các bạn ạ. Đó. Ở trong đây á thì rất ít khi nào mà có sông ở trên núi lắm. Nhưng mà đặc biệt đây nó có các bạn ha. Và những cái hồ này là các bạn biết khi mà nó trên núi á, mà núi thì nó có đá, mà nước chảy thì đá mòn đúng không? Đó. Và bên trong nó có nước thì ở dưới nó có đá các bạn. Nước cực kỳ mát và cực kỳ trong lành luôn các bạn. Thứ nhất là cái hồ này, còn thứ hai là cái hồ nhỏ bên này. Đó. Và đặc biệt á là cái đường núi này các bạn, nó khó đi hơn gấp 5 lần cái đường núi bên đây. Không, đường núi bên đây á, nó còn bự, tuy là nó cao thôi nhưng mà cái bên đây nó cũng rất là cao nha các bạn. Nhưng mà cái đường nó rất là hẹp đó, rất là hẹp các bạn, đi rất là dễ té. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi với lại 2 4 6 8 10 người anh em siêu nhân thú huyền long với mình nữa là 10 người các bạn ha. Siêu nhân thú huyền long đỏ đội trưởng thì hôm nay đi con xe Sorento. Hôm nay thì mình sẽ trang bị cho những người anh em siêu nhân thú điện long của mình siêu xe Sorento các bạn. Đó, đọc đúng là Sorento nha. Đây, đây là mình xin giới thiệu với các bạn. Đây là thú điện long xanh các bạn ha. Đó, còn đây là thú điện long đen. Đây là thú điện long bạc bình thường. Ý, đây là thú điện long bạc đặc biệt chứ. Đó, nó có cầu da màu vàng các bạn ha. Đây là thú điện long xanh dương. Đây là thú điện long hồng. Đây là thú điện long bạc bình thường các bạn. Bên đây đặc biệt nè, tại vì nó được giác vàng. Còn bên đây á là bạc bình thường, nó chỉ là bạc nguyên con thôi các bạn ha. Và ngày hôm nay thì nó chạy nguyên con Sorento màu bạc luôn. Còn đây là thú điện long màu vàng các bạn ha. Đây là thú điện long sinh dương và thú điện long màu tím các bạn ạ. À, đây là tím con gái nha. Còn bên kia là tím con trai. Đó, đặc biệt cái thằng thú điện long màu vàng này nó có hả đôi cánh đằng sau lưng nữa các bạn. Nó bộ đồ nó cũng rất là đặc biệt các bạn ha, rất là khác với lại những người anh em siêu nhân thú điện long khác. Ở hôm nay thì mình sẽ trang bị cho tất cả những người anh em này siêu xe Sorento phát sáng các bạn. Nhưng mà nếu đi siêu xe Sorento phát sáng này á thì tụi mình phải đi buổi tối nó mới đẹp. Không, buổi tối là hả sáng hết nguyên con đường luôn, nhìn vậy nó mới phơi các bạn ha, bao phơi luôn các bạn. Và hồi nhỏ khi mà mình nhìn những thằng siêu nhân thú điện long này các bạn thì mình tưởng đâu là siêu nhân Gao á, tại vì nó có nguyên một cái bộ giáp ở bên áo á các bạn. Nhưng mà Gao thì bộ giáp rất là nhỏ, còn cái thằng thú điện long thì cái vật này nó bự hơn các bạn ha. Đó, trước mình cứ tưởng này là ra Gao không à. Rồi ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ xuất phát đi thôi ha. Bây giờ địa điểm của mình là mình sẽ đi đi vào đây đi các bạn. Đó, đi cái đường này đi. Mình sẽ đi cái đường này, vòng đây, thăm cái hồ này trước. Rồi sau đó thì mình sẽ vòng qua cái hồ này, sau đó mình sẽ xuống núi các bạn ha. Đó, một cái hành trình rất là tuyệt vời luôn các bạn. Hôm nay tụi mình sẽ đi phượt. Phượt thôi chứ không phải là phượt thủ gì, hay phượt thủ gì nha các bạn nha. Chỉ là đi phượt bình thường thôi. Đó. À, con siêu xe là chạy khá nhanh luôn các bạn ha. Rồi ok, nãy giờ mình đã giới thiệu cho các bạn xong rồi, bây giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu đi thôi các bạn. À, thử xem mà lớp xe của mình hả nó có bắt dính đường hay không, tại vì khi mình leo dốc với lại mình xuống dốc á rất là cần cái độ ma sát của cái bánh này để cho mình không có bị tuột dốc các bạn ha. Rồi ok các bạn, đó toàn bộ hả những người anh em siêu nhân thú điện long của mình đã nổ máy rồi các bạn. Trời ơi nhìn nó đẹp kìa, wow, cái này thật là một buổi đi phượt đầy màu sắc luôn các bạn ạ. À, quá đã, quá là tuyệt vời. Không, mà nhìn xa xa các bạn, mình nhìn thấy những ánh đèn này nó mờ á, nó rung á các bạn, quá phơi luôn các bạn ha. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu let's go. Trời ơi nhìn nó sáng nó đẹp kìa các bạn, nhìn nó mờ ảo gì đâu á. Đó,
Giống như là những con xe đèn led vậy các bạn. Ồ, nó đã quá. Wow. Một khung cảnh thật là tuyệt vời. Đó, đi rất là ngay hàng thẳng lối nha các bạn. Ủa, nó dài, từ đây tới đằng sau luôn các bạn. Ủa, các bạn thấy ghê chưa? Thế là bỏ xe này ra cho những người anh em của mình hả? Nó lên điều hàng đi các bạn à. Ồ, quá là tuyệt vời luôn các bạn ha. Wow, đẹp thật sự các bạn. Wow, đi thôi nào anh em. Tại ở ngoài đường thì xe nó hơi đông, nhiều khi á mình đang đi á có xe quẹo qua các bạn thì nó sẽ bị vướng lại. Wow, do là hàng xe này quá dài các bạn ha, cho nên là mình không thấy rõ hết được những chiếc xe đằng sau. Cái bên kia giờ chậm như rùa bò vậy. Mò dậy lên, nhanh lên. Ôi, nhìn con xe kìa, quá tuyệt vời luôn các bạn ha. Mình vừa chạy mình vừa đợi cho nó lên các bạn, vậy nó mới đã. Còn thiếu rồi, còn thiếu chưa, đủ chưa ta? À, đủ rồi các bạn à. Rồi đi thôi anh em ơi. Ôi, nó nhìn được xe phê thực sự các bạn à. Đi vậy mới đã ha. Nó từ xe 10 người đúng dài luôn các bạn ạ. Phê. Đúng là những con xe phát sáng này không bao giờ làm tụi mình thất vọng hết các bạn ạ. Thế nào anh em ơi? Đó, những người anh em kia lại bị có một chiếc xe tải nó chắn ngang rồi các bạn ha. Nhưng mà không sao, lát nữa tụi mình mà lên núi á thì nó sẽ không có phương tiện nào chắn đường tụi mình hết. Đó, ok, những người đẹp này đang theo mình rất là nhanh luôn nè các bạn. Đó, đang vô các bạn ạ. Đó, nguyên một đoàn luôn, chạy dài từ đây ra tới hết đường luôn các bạn ạ. Nguyên cái biệt đội này hả, ai mà đụng vô là hơi mệt luôn các bạn, mệt thật sự. Ui, đông chưa kìa, quẹo đây các bạn ha. Gần tới rồi các bạn ơi, gần tới cái đường lên ngọn núi trên kia rồi. Nữa là dướng cái con xe này nữa. Cho dù mình có bóp kèn á thì nó không chạy nhanh hơn đâu các bạn. Ui, chạy con xe của mình rồi. Mấy này chạy chậm thật sự luôn. Đây, để mình chỉnh tối thêm một chút xíu nữa nha các bạn. Quay. Như vậy thì có tối quá không? Nhưng mà tối như vậy á, đi phượt bằng xe này nó mới đã các bạn à. Để tăng thêm cái độ khó khi mà tụi mình lên núi. Và cái đèn này á là cái đèn loại đèn pha nhỏ thôi các bạn à. Đó, đèn loại gọi là đèn pha nhỏ thôi, nó không có đủ sáng cho lắm. Để tụi mình thử thách coi chạy xe phát sáng đi phượt và ban đêm leo ngọn núi khó nhất trong người ta năm thì nó sẽ như thế nào. Cụ viên đồn xe của mình chạy vô kìa các bạn, còn ở đâu? Mấy người anh em kia đâu, sống chạy vô luôn. Đâu rồi? Nó dướng xe tải các bạn ơi. Cái thằng quỷ này. Vậy mà nó giống cản đường nữa, hay thiệt. Ôi, nhìn kìa các bạn, quá hoành tráng luôn các bạn ha. Quá đã. Thôi anh em, rồi đi vô đây là hết đường dẫn luôn á các bạn à. Như đây là tụi mình phải tự chạy nè. Phải đi đường này lên chúng ta để mình coi thử coi.
đúng rồi các bạn, điền này xong nó có sẽ có một cái đường nối thì mình leo lên. Hơi mù đường nha các bạn. Quèn. Ui, anh em cẩn thận, anh em cẩn thận nha. Cái này là dễ bị lọt sào lắm á. Cái sao rồi, một người anh em của mình bị té rồi. Ai vậy, lụm xe lên, lụm xe lên. Thú điền lông đen. Lên trên lên, đúng rồi, trên luôn rồi. Cái gì nó hơi tối ha các bạn ha. Mình đang thử thách mà các bạn. Đi. Đó, bắt đầu lên cái đường rất là hẹp rồi đó các bạn. Mình chạy từ thôi, tại vì tụi nó chạy theo mình mà. Nếu mà mình chạy nhanh quá thì khi mà tụi nó chạy theo mình đó, nếu mình quẹo á các bạn, nó sẽ đâm thẳng luôn các bạn. Giống như là nó chạy kiểu nào mình không biết, mà miễn sao nó chạy tới mình là được, nó không cần chạy theo đường đâu. Đó cho nên chạy mấy đường cua cua quẹo này rất là ghê. Nãy giờ còn đủ luôn anh, những người đem của mình luôn nha các bạn. Đó, bắt đầu lên đây rồi đó các bạn ạ. Đó, bạn thấy đường mòn chưa? Vẫn còn lên được. Về sao lại thiếu nữa rồi? Rồi xong. Cái này chạy đường nào vậy? Rồi xong, thấy chưa các bạn, thấy chưa? Té như gà luôn. Cái nào bàn, cái nào bàn, cái nào. Đó, đó, đó. Đó, quả là một cái thử thách là khá là khó. Tại vì tụi nó chạy khá chậm ấy, cho nên là khi mình đứng đây là nó ban luôn các bạn à. Rồi chạy lên, chạy lên. Rồi thằng này đi qua bên kia, lượm xe lên, lượm xe lên. Khá là khó các bạn ha, mình không thấy đường luôn các bạn à. Không thấy đường để chạy luôn á. Kia đang lượt chạy lên các bạn ha. Rồi đủ rồi các bạn ạ. À. Rồi tiếp tục thôi. Rồi các bạn nhìn cái đường nè. Bạn thấy cái đường chưa? Ủa hiện giờ mình đang chạy rất là chậm. Thử coi là những người anh em này của mình ai sẽ theo được mình các bạn ha. Wow. Thôi các bạn thôi, thấy không, nó đâu có chạy theo đường mòn của mình đâu, nó chạy thẳng luôn rồi các bạn à. Rồi không thấy đường để chạy luôn các bạn ơi. Rồi mình nghĩ là chuyến này là nít dữ nhiều rồi. Wow. Cái này đi anh em. Ủa nó chạy đường thẳng luôn các bạn à. Anh em nào té là mình bỏ luôn nha các bạn. Nó cái đường. Rồi mình coi còn được mấy người anh em. Mấy người anh em bị té rồi. Ờ bị té nó cũng dựng xe nó chạy được các bạn ơi. Còn thằng này thì mình giúp nó lấy xe ra cái. Rồi sau đó lát mình để cho nó chạy lên các bạn ha. Rồi đi thôi anh em, chạy theo cái hàng rào nha anh em. Ồ nó chạy kiểu đó đó các bạn, cho nên là mình chạy phải chờ nó. Này, này giống biệt đội đem cho những phát sáng quá các bạn. Này đường này thì dễ rồi. Đó nó đi đường này là vậy đó các bạn. Còn lên ngọn núi cao nhất trong GTA 5 thì nó cũng khó, nhưng mà nó dễ ra chút xíu thôi. Đây, đây là cái hồ mà mình đã nói với các bạn nè. Ồ, nó bay, bắt đầu nó bay rồi đó các bạn ạ. Đó. Bắt đầu là nó bay, tôi đi hết, tôi lưu hộp vui luôn rồi đó. Đây là cái hồ mà mình đã nói cho các bạn nè. Gì vậy? Té. Ok bây giờ thì mình sẽ chạy tới cái hồ này để mình đợi những người anh em này của mình nha. Đó đứng đây đợi các bạn ơi. Đó một cái hồ rất là đẹp, rất là trong xanh. Đây bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nè.
Đó các bạn thấy chưa? Ôi, được cái bạn xuống dưới nước, bên nước rồi sao chạy? Cái thằng ngu này, chạy đây. Mấy cái thằng ngu này. Rồi xong rồi đó các bạn. Lên đây. Tụi bay tự leo đây. Tự leo đây lấy xe. Đây mình cứu nó một cái các bạn à. À, thằng này đi ở đây luôn mày. Thằng này đi ở đây luôn. Rồi ok. Té xe quá trời luôn rồi các bạn à. Mới đi được có nửa đường té xe quá trời luôn rồi. Còn lúc xuống nó mới ác kìa. Lúc xuống nữa là ít dữ nhiều nữa kìa. Thôi mấy nào không lượm xe kịp là anh em tụi mình đi trước các bạn ơi. Tách hồi đợi cho nó chạy sâu. Thôi bắt đầu chạy. Nó chạy đâu vậy? What the hell, chạy theo tao nè. Ngu thật sự luôn các bạn à. Đúng ngu luôn. Họ té quá trời té luôn rồi các bạn à. Kìa, đứng nhìn quá trời luôn rồi kìa. Phải rồi, mình để lụm xe lên chứ đã. Đi theo tôi nào những người anh em. Sao con nào không có con nào lụm xe lên chưa vậy? Quay đi 10 người mà giờ còn có 4 người còn ngồi trên xe. Cái này chắc nó sợ rồi hay sao ấy. Lụm xe lên nào anh em. Quay lụm xe được hai người anh em nữa, 2 4 6 người thôi đi luôn các bạn ơi. Cái thằng kia nó không chịu lụm thì hồi hả ở đây hổ báo bằng thịt nó các bạn. Tụi mình bị sót lại 4 người anh em ha. Lát hồi nó cũng lấy xe chạy theo mình nè, nó cũng chạy lên nè. Lát hồi nó cũng lụm xe lên nè. Ở những khu rừng hoang vắng như thế này mà đứng đó thì hồi gặp báo beo thì nó cũng tìm tới các bạn. Đây mình đi rất là chậm để cho nó đi theo mình rồi đó. Bắt đầu đi bậy rồi đó các bạn. Chơi chơi chơi. Bắt đầu đi bậy rồi đó. Ôi đây nè anh em, thấy sợ mấy đen thật chứ bạn. Đi 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 đi. Nó đi chậm vậy cho nó đi theo. Nó lại leo núi nữa. Cái đường dưới không đi đâu. Cái này thích leo núi các bạn. Nãy mình không cho nó lấy xe hay dừng địa hình nữa. Thử đi. Ui lấy xe dừng địa hình cho tôi đi đúng bài luôn á. Thì mình sẽ đi nhanh hơn chút xíu nha. Rồi lại leo dốc nữa nè. Leo thì nó sẽ gì hơn. Đi em ơi. Đi lên đi lên đi lên. Đi theo tao đi theo tao. Nữa là đi tầm bảy tầm ba nữa. Để cho tôi bay cút luôn bây giờ á. Ủa các bạn thấy ghê chưa? Cái đường này nó ghê tới nỗi mà nó phải làm hàng rào luôn ấy. Nó rớt một cái là chắc không thấy xác luôn á các bạn ơi. Quay nó bay kìa, nó bay kìa. Rồi xong tôi bay sao hồi tôi bay bay dưới là không thấy xác luôn á. Nó sương mù quá trời luôn. Đây tụi mình lại lên thêm một cái hồ thứ hai trên ngọn núi này các bạn. Đây 6 người vậy mà coi đi chất lượng ghê. Đi nãy giờ vẫn còn đủ. Đây báo bèo rồi cái kiểu này. Đây đây là cái hồ thứ hai ở trên đây các bạn ha. Đây các bạn nhìn coi nè. Nước này rất là trong màu xanh nha. Tuy là buổi tối thôi á mà các bạn đứng ở đây các bạn nhìn xuống nè. Các bạn thấy cái đá dưới luôn nè các bạn thấy không. Wow. Đứng từ đây mà nhìn qua tới ha, đá bên kia luôn. Rất là đã các bạn ha. Nước này rất là mát luôn tại vì nó có đá ấy. Nhưng mà do là tụi mình đi phượt cho nên là tụi mình không thể nào dừng lại được. Đây nước thì chắc là tựa cho nên nó chảy xuống này. Cho nên là mới có cái hồ ở đây các bạn. Ui ui mà là một kỳ quan thiên nhiên luôn các bạn. Tắm ở trên đây là hả không có gì để nói.
tiếp tục. Ui, tụi nó muốn tắm các bạn ơi. Tụi nó muốn tắm. Tụi nó muốn tắm. Đâu nào có ban ở đây xuống hết vậy. Ê, ê, ê. Rồi thằng nào cũng muốn tắm luôn. Bây giờ mình xuống tắm luôn đi các bạn. Ta cho tụi bay ở trên đó tắm luôn. À chắc nữa thấy hồ thích quá cho nên là tụi nó muốn hả nhảy xuống đây tụi nó tắm các bạn. Nó không muốn đi nữa rồi. Đây các bạn nhìn cái hồ nè, rất là trong xanh ha các bạn ha, rất là phê. Đấy, xe cộ thì tụi nó quăng xuống đây hết luôn rồi nè các bạn. Đâu tắm hồ ở trên đây tụi nó không có muốn đi nữa các bạn ơi. Thật là vãi đạn thì chứ. Uầy, quá đã các bạn ha. Ở đây mà đem mồi đem bia lên ngồi hả, dài ra đây để nhậu á. Ôi ôi, hết sảy luôn các bạn ạ. Nhưng mà cái đường lên thì nó hơi gian nan vất vả thôi. Đây, bây giờ thì mình sẽ coi thử coi là bao nhiêu người anh em của mình đi được lên tới đây ha. Đúng là chỉ có 6 người thôi các bạn ạ. Nhưng mà tụi nó không có muốn đi tiếp nữa rồi. Chuyến đi phượt tới đây kết thúc. Ây da, quay hên quá các bạn ơi. Tưởng đâu là hả lực cù mèo luôn rồi chứ. Quay. Ôi, siêu xe Sonto mà nó chơi vậy đó. Đây, còn lại được 6 người anh em các bạn ha. Tụi mình bị lạc hết 4 người anh em ở đằng sau rồi. Giờ tụi nó chạy lên không kịp. Rồi, ok các bạn. Và video clip này của mình xin tạm kết thúc tại đây nha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video clip này của mình. Đã lâu lắm rồi mình chưa có làm clip về đi phượt ở trên cái hồ này các bạn ha. Đó, tính là mình xuống núi luôn. Tại vì còn tới nửa đường nữa các bạn. Đường này thì nó cũng gian nan vất vả lắm. Thôi nhưng mà chắc là khúc đó mình sẽ đợi qua lần sau đi. Mình sẽ đi từ đây mình đi lên các bạn ha. Từ đây thì đi lên. Và khúc này hình như là nó có ma nè các bạn. Này hình như là nó có ma nó đứng đâu đây nè. Đó, lúc sau mình sẽ đi phượt lên đây rồi mình sẽ tìm ma luôn các bạn ha. Rồi, và nếu như các bạn thích video này thì hãy nhớ cho một like, một subscribe nha các bạn. Và nếu như các bạn yêu cầu lại ý kiến thì các bạn comment ở bên dưới. Còn bây giờ thì mình là Stormy Gaming, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.